đánh Đông Diệp Bắc xong thì như vậy cụ với ông Lê Thánh Tông giao cho cụ thì như vậy là ra ngoài này như vậy là đắp đê để như vậy là mở rộng đất đai cho nhân dân của mấy tỉnh của tỉnh Ninh Bình, tức là như vậy là đắp con đê Hồng Đức suốt từ Chính Đại lên đến mãi sông đáy của Ninh Bình, tức là chiều dài của nó cỡ khoảng chừng độ như vậy là ngót 30 cây số, mà con đê Hồng Đức lúc đó là như vậy là cách làng Phượng Trì chúng tôi cỡ khoảng như vậy là 1 cây số. Hiện nay cái đê Hồng Đức, trên đê Hồng Đức là như vậy là nhân dân đang ở và chính thức là như vậy là mở. Cho đến nay thì như vậy là con đê Hồng Đức là như vậy là đã như vậy là mở rộng ra và như vậy là nhân dân đã như vậy là ở kín suốt từ như vậy là Chính Đại lên đến mãi sông đáy, như là như vậy là xã Yên Lâm, xã Yên Mạc, xã Yên Phong, xã Yên Từ, hay là như vậy là lên trên kia là như vậy là Chợ Xanh, hay là như vậy là lên đến mãi như vậy là Khánh Thiện, Khánh Tiên, nói chung tức là như vậy là đấy là con đê Hồng Đức. Khi mà như vậy là cụ lại về quê và cụ vẫn cứ tiếp tục làm quan sau cụ mất, thì nhân dân Phượng Trì mình như vậy là với lập cái đền thờ của cụ ở trên núi, vì như vậy cụ là đóng bản doanh tại như vậy là núi Voi, tức là trước kia gọi là núi Sa Triệt hay là núi Chuyết Sơn, hay như vậy bây giờ là nhân dân thường gọi là núi Voi. Do vậy cho nên là cụ đóng bản doanh tại khu đất của Phượng Trì, trước kia gọi là Thiên Trì, người cụ đặt tên cho làng là Thiên Trì. Sau thì như vậy cụ Vũ Phạm Khải năm 1800 mấy thì như vậy là cụ 65 thì cụ như vậy là mới chuyển sang thành như vậy là thôn Phượng Trì. Đây là cái phía bên đằng đông, tức là trước cửa tiền đình Tấn Lĩnh Ôn Hòa Vạn Hộ Phong, có nghĩa là giữ muôn họ yên vui hòa hợp, Càn Nhai tinh sáng thiên niên túy, có nghĩa là núi Càn Nhai muôn thọ tốt tươi. Thiên địa hồi xuân đình núi sản, có nghĩa là như vậy là trời đất là yên hòa, đỉnh núi là trì đường sinh sắc thủy sơn thanh, có nghĩa là ao đường khởi sắc nước non xanh. Lam Sơn dựng tú trụ quốc nưỡng toàn tài, năng tướng hiện năng tướng, Quang Thuận Hồng Đức Thiên Nam nhất thị sử, thị quân hữu thị thần, kỷ tướng quân tiết liệt chi hương, quán thư thiên cổ, có nghĩa là làm tướng quân tiết liệt tiếng thơm còn mãi muôn đời. Quách Phần Dương
trung hiếu chi phúc đậu nam nhị nhân. Có nghĩa là người làm tướng trung hiếu ở nghĩa trời nam có thể sánh với người Trung Quốc, à với một vị tướng của Trung Quốc. Đây là đôi câu đối chữ truyện, do đó cho nên là như vậy là người ta có ghép luôn vào với lại bức đại tự. Từ miếu túc thanh cao, sơn thượng sơn hạ. Sơn thượng trên núi cao, sơn hạ đây. Tức là như vậy là miếu. Nghĩa thứ hai, đạo. Đạo hóa trung thần tú, càn hải càn nhai. Có nghĩa là đạo hóa nên thần, biển càn và núi càn nổi vang tiếng anh linh. Khai sơn mã báo thiên trì nhật, có nghĩa là ông cưỡi ngựa về nối núi đất thiên trì. Trướng hải bi truyền hồng đức sư, có nghĩa là bia truyền lại vào năm đầu của Hồng Đức. Bên kia là nắng thiên hà. Thank you.
tự ốc, kim phúc tự dân, cái thị kim do thị tích, có nghĩa là xưa ông hái rau về ấp này, nay ông là phúc thần của dân đang được thờ cúng. Thần linh tại thiên, nhân danh tại sử, duy năng nhân giả năng thần, có nghĩa là thần thiên là ở trời, người có tài đức được sự được sử lưu lại muôn đời. Thiên trì hoa ấm kiệu lập mã, có nghĩa là dấu ngựa xưa ông về thiên trì trời tươi đẹp. Hùng à Lam Sơn kiếm khí trường sung nghiêu, có nghĩa là hùng khí Lam Sơn nối tới sao nghiêu, nối tới trời sao. Anh hùng sự nghiệp Chu Giang kiếm, phú quý phong lưu chiếm hải thuyền, có nghĩa là sự nghiệp anh hùng giết giặc gian, phong lưu phú quý chở đầy thuyền. Câu đối ở trước trung đường: thiên thu chính khí tác sơn hà, ngàn năm chính khí đất nước ghi, dịch thế kinh trung huyền nhật nguyệt, có nghĩa là lòng trung còn truyền sáng rực như mặt trăng và mặt trời. Nhật nguyệt là mặt trăng còn mặt trời. Đây là đôi câu đối ở hai bên cánh gà của trung đường. Hân thiên sự nghiệp Lam Sơn kiếm, có nghĩa là sự nghiệp Lam Sơn vang trời đất. Vế thứ hai: trấn cổ thanh linh tượng lĩnh tường, lĩnh tử, có nghĩa là đền ở đỉnh núi voi xưa đã nổi tiếng anh linh.